Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Văn hóa Quan họ của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đều biết rằng các loại hình dân ca quan họ nói chung và đặc biệt là dân ca nói chung thì đều xuất phát và hình thành từ những quá trình lao động sản xuất của con người, và dân ca quan họ Bắc Ninh cũng không nằm ngoài như vậy ạ. Và xét về khía cạnh nội dung thì dân ca quan họ là những cái bài ca mà nói lên những cái tâm tư, những nguyện vọng, tình cảm và khát khao về cuộc sống hạnh phúc của con người. Mà ở đây thì là những người dân ở vùng Kinh Bắc, và điều đó thì tình yêu là chủ đề bao trùm lên hết những cái lời ca quan họ. Và bằng những lời ca ngọt ngào, đằm thắm, sâu lắng và chân tình thì các lời anh địch chị đã có cái cách truyền tải rất là phong phú về chủ đề tình yêu. Từ nỗi nhớ giữa bạn nam bạn nữ, giữa những người bạn, những người tri kỷ, hay đó còn là tình yêu với quê hương đất nước trong các lời ca quan họ. Và trong chương trình Văn hóa Quan họ tuần này thì chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn, đó là bài ca có chủ đề về nỗi nhớ của những người quan họ, đó là bài Lấy Chi Làm Thú Giải Phiền. Và để giúp quý vị các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn về bài ca này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một nhân vật luôn luôn đồng hành với chúng ta trong các chương trình. Trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Tú Sơn Mùi. Cảm ơn Thu Hiền, cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem đài. Thưa quý vị và các bạn, thưa nghệ sĩ Tú Sơn Mùi, và trước khi chúng ta cùng tìm hiểu những nội dung chính về bài ca Lấy Chi Làm Thú Giải Phiền thì mở đầu chương trình ngày hôm nay thì nghệ sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả rõ hơn về cái chủ đề nỗi nhớ trong dân ca quan họ đã được người xưa gửi gắm vào trong từng lời ca như thế nào thưa ông? Ở đây đó thì là tôi phải nói với Thu Hiền, với tất cả những khán giả trẻ tuổi, tôi có một cái suy nghĩ mang tính chủ quan. Tôi thường nói thế này: phi nhớ nhung bất thành quan họ. Cái nội dung nhung nhớ đó nó chứa ấp đầy trong tất cả những ca từ của những bài quan họ. Cũng phải nói thêm là không phải chỉ có quan họ đâu, mà trong ca dao dân ca Việt Nam đó thì ngày xưa ở đâu cũng có nhớ, ở đâu cũng có thương. Ví dụ trong ca dao có những câu là nhớ ai bồi hồi như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hoặc là nhớ ai cơm chẳng muốn ăn, đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm. Tại sao vậy? Bởi vì người quan họ cũng giống như là người Việt Nam xưa đó, thì chúng ta không có những cái công nghệ, không có điện thoại, không có thư từ, mà yêu nhau đó thì rất nhớ, muốn gần nhau. Mà không gần được nhau thì đương nhiên tất cả đều trôi vào cái nỗi nhớ. Đêm ngủ thì mơ, ngày thì tưởng, đêm thì mơ. Cho nên cái nỗi nhớ nó bao trùm lên tất cả trong cái cuộc sống của người ta. Và cái nỗi nhớ đó không thể để trong lòng được, và nó bật ra thành thơ, thành nhạc và thành những bài ca. Nhờ thế mà ngày nay chúng ta tìm trong ca dao dân ca Việt Nam, trong dân ca quan họ đó, cái nỗi nhớ rất là nhiều, rất là đầy. Sáng tạo lên những lời ca quan họ nó cũng giống như những người đầu bếp nấu ăn. Thế thì trong rất nhiều những các cái nguyên liệu để làm nên món ăn ấy, thì một trong những nguyên liệu cần nhất ấy, tôi cho rằng đó là nhung nhớ. Thế còn trong dân ca quan họ thì tôi thấy nhớ nhiều lắm, bởi vì tôi cứ nhìn vào bài nào tôi cũng thấy nhung nhớ. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn: ngày ngày ra ngó vào trông, bạn thì thấy bạn, tình không thấy tình. Hoặc là đêm qua ngồi tựa song đào, hỏi người tri kỷ ra vào vấn vương. Năm canh gió lạnh đêm trường, nửa chăn, nửa chiếu, nửa giường đợi ai. Thế rồi thì quan họ hát là nhớ ai nhớ mãi thế này. Hoặc là ví dụ như là mặt sau thấy mặt dạ này mới yên. Thì ai đánh tiếng bên thềm, chót say nhau lắm, phải tìm đến nhau. Thế rồi thì có những cái lời ca mà tôi rất là thích, nói về nỗi nhớ là thế này: từ khi gặp bạn đến giờ, cơm chẳng buồn ăn, việc chẳng muốn làm, ngủ đi thì chớ, thức dậy lúc nào, những nhớ cùng thương. Cho nên là nỗi nhớ nó bao trùm lên tất cả. Thế còn đỉnh cao đó của nỗi nhớ quan họ thì tôi không thể không nhắc tới, quan họ đã có hai bài hát là 10 nhớ. Tức là người ta gạch đầu dòng ra, người ta đếm được có 10 cái nỗi nhớ tiêu biểu nhất khi mà xa người yêu. Một em nhớ đôi bạn chung tình, hai em nhớ yểu điệu, ba em nhớ tiếng nói, bốn em nhớ vân vân.
Người ngoan có áo mới may để cho em mượn vài ngày lấy hơi. Thấy áo mà chẳng thấy người, như nằm nhà rột, như ngồi chuồng chim. Cho nên ấy, khi mà ta đã yêu một ai đó thì là ta nhớ rất nhiều. Và tất cả những nỗi nhớ đó đều có thể được hình ra thành những cái thứ này, những cái thứ kia rất là cụ thể. Thế còn những cái nhà văn, nhà thơ thì người ta không nói nhớ, mà người ta nói đó là tương tư. Mà tương tư thì người ta xem đây là một loại bệnh. Ngày xưa đó, chúng ta là trong cuộc sống ngày xưa đó, thì người ta xem tương tư đúng là một loại bệnh. Loại bệnh này có thể làm cho người ta là tan nát cả nỗi lòng, làm cho người ta có thể cắt cả mái tóc dài để vào chùa đi tu, làm sư, làm tiểu. Và còn nhiều cái việc dại dột khác nếu như người ta mắc bệnh tương tư. Gió mưa là bệnh của rời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Và một lần nữa, tôi có thể khẳng định rằng là nếu mà nói về nỗi nhớ của quan họ xưa đấy, thì cái việc mà sáng tác lời ca đó, thì chủ đề chính đó là nỗi nhớ. Có yêu thì mới nhớ, vì nhớ nên càng yêu. Vì thế cho nên đó, nhớ và yêu, yêu và nhớ, đó là những cái đề tài mà vô cùng quan trọng, đặc biệt quan trọng, mà thiếu nó thì không có ca dao dân ca Việt Nam và không có dân ca quan họ. Dạ vâng ạ. À, vâng, qua chia sẻ của ông thì rõ ràng là nỗi nhớ, tôi nghĩ rằng đó là cái chủ đề là một cái mạch nguồn cảm xúc rất là vô tận đối với các thế hệ nhạc sĩ và đặc biệt là đối với dân ca quan họ Bắc Ninh. À, và trong số cái kho tàng dân ca quan họ Bắc Ninh về chủ đề nỗi nhớ, tôi biết rằng có khoảng hơn 100 bài hát. Vậy thì cái bài ca mà Lấy Chi Làm Thú Giải Phiền thì nó có cái nguồn gốc ra đời trong cái hoàn cảnh như thế nào thưa ông? Tôi chính là một trong 7 người đầu tiên khi thành lập đoàn quan họ vào ngày 20 tháng 1 năm 69. Cho nên tất cả những cái chương trình siêu tầm từ những năm ấy thì chúng tôi đều được trực tiếp về các làng quê và được học. Ở làng nào thì tôi không biết, nhưng mà với tôi đấy, trong hơn 50 năm qua thì tôi vẫn đinh ninh rằng quê của bài Thú Giải Phiền đó là ở làng Chọi. Chọi là tên nôm, còn tên thật chữ đó nó gọi là tên làng Khúc Toại, bây giờ là phường Khúc Xuyên. Làng Chọi và làng Khúc Toại có gì đặc biệt? Cách đây hơn 50 năm nữa, tôi đã được chiêm nghiệm cái làng Chọi đẹp đến như thế nào. Và khi đọc sách, nghiên cứu lịch sử thì tôi lại càng thấy làng Chọi tuyệt vời. Tôi có thể nói rằng hiếm có một làng quê nào ở Bắc Ninh mà lại có một cái vẻ đẹp tuyệt vời như làng Chọi. Ở cái làng Chọi đó thì nó có một cái dòng sông nho nhỏ có tên là dòng Ngũ Huyện Khê. Ở trên cái dòng Ngũ Huyện Khê có một cái cầu đó, người ta gọi là cầu Chọi. Nhưng cái cầu Chọi nó đẹp mê hồn. Toàn bộ cái cầu đó là làm bằng gỗ mà là hai tầng, mà người ta là thượng gia hạ kiều, tức là trên là nhà còn dưới là cầu. Toàn bộ cái cầu làng Chọi đều có mái lợp mà nó có hai tầng. Ở hai bên lan can cầu đó là các bà bán hàng bán quán, nào thì bánh đúc riêu cua, nào thì bánh rán, nào thì nước chè, nào thì sắn luộc, rất rất nhiều thứ. Và cái cầu làng Chọi nó thành một cái chợ của làng. Người ta đi qua cái cầu đó trời mưa gió không lo bị ướt. Hai đầu cầu là những cây cổ thụ xanh và cái nước của sông cầu ở đấy nó có thể nói là nó trong như lọc. Vì thế cho nên có nhiều người đã làm thơ về nó thật là hay. Ví dụ như thường hạn, bạn có thể tưởng tượng cho cái cầu đó là ta đi trên cầu, cả cầu và chúng ta để in bóng xuống dòng sông, nước trong leo lẻo, nước trong như lọc. Thế còn hai bên làng thì rất là trù phú. Ngày xưa làng Chọi có một cái nghề nổi tiếng, đó là nghề làm đồ mộc. Người ta thường có cái câu rằng là mã đông hồ đồ làng Chọi. Và vì nó mà cái làng đổ mộc cho nên cái con sông là trở thành một cái bến cảng. Tức là gỗ ở trên rừng chuyển về đó, đồ dưới biển cũng chuyển lên. Và cái làng Chọi ngày xưa nó giống như một cái bến sông. Có rất nhiều những người làng ở xung quanh đấy đã đến làm thuê vác gỗ để cho làng Chọi đóng đồ. Cho nên có thể nói rất đẹp. Thế còn thì cái nước của đó là trong veo, những đàn cá bương tung tăng bơi lội. Dòng sông không rộng, không sâu, nhưng đủ xa cách cho nhau hẹn hò. Thơ mộng vô cùng. Cho nên mới có những cái câu thơ thế này. Là bóng nước bóng làng, trên cầu bóng thiếp bóng chàng bên nhau. Dừng chân đứng lặng hồi lâu, ai về làng Chọi ca câu ân tình. Thế rồi, dưới chân cầu nước trong như lọc, đường bên cầu cỏ mọc cỏ non. Mấy cô môi đỏ như son, lội sông gánh nước lon ton dáng chiều. Đấy là quê hương của cái làng mà Lấy Gì Làm Thú Giải Phiền. Cách đây hơn 50 năm tôi được học hai nghệ nhân lúc đó, đó có thể nói là hai nghệ nhân nam là những nghệ nhân hay nhất vùng, giỏi nhất vùng.
đó là cụ Ba Thà, cụ Hai Thà và cụ Ba Son. Cụ Thà là Phạm Văn Thà, cụ Son là Ngô Văn Son. Cụ Thà thì mất trước cụ Son, nhưng mà sau khi cụ Thà mất, cụ Son nhớ bạn và cũng chỉ ít ngày sau rồi cụ Son cũng theo bạn ra đi. Và tôi có thể ví cái cặp cụ Thà cụ Son ở làng Chọi giống như là Bá Nha và Tử Kỳ, tức là làm một cái bạn, đôi bạn chí thân, và quan họ yêu nhau, gắn bí kết với nhau thành bạn, và khi đã lẻ bạn rồi thì không ca với ai nữa. Thế rồi mòn mỏi nhớ bạn, thế rồi sau đó cũng ra đi. Cho nên ấy, nói về lai lịch của thú giải phiền thì tôi chỉ chốt lại đó là của một làng cổ, của một làng quan họ truyền thống, và ở đó có những con người, có những cảnh vật tuyệt vời. Dạ vâng, qua chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi, chúng ta có thể thấy rằng địa danh quê hương làng Chọi là vô cùng là một bức tranh sơn thủy hữu tình xưa, và đó cũng là lý do tại sao mà bài hát này được ra đời từ làng Chọi. Vậy thì có một câu hỏi nữa xin được hỏi ông là, vậy thì cái bài Thú Giải Phiền này thì sẽ được ca khi nào, và đối của bài này là ca bài hát nào ạ? Ca khi nào? Ở đây không phải là lề lối, đây không phải dã bạn. Vì thế cho nên đương nhiên nó sẽ ca vào phần 2 của mỗi canh hát, đó là phần giọng bật, hay còn gọi là giọng lẻ, hay còn gọi là giọng vụn. Thế thì cái sòng phần này đó là cái phần mà nhiều bài quan họ nhất. Thì Thú Giải Phiền chính là một trong những cái bài mà nằm trong hệ thống giọng bật. Nhưng tôi cũng nói thêm để quý vị khán giả và Thu Hiền biết là trong số những bài giọng bật đó thì hiếm có bài nào khó hát như bài này. Bài hát này nó không có nhịp phách mà nó cứ trúc chắc trục chặt, nhưng yêu cầu lại phải hát đều. Cho nên để hát được nó thì những liền anh hay liền chị phải luyện nó hết sức công phu. Thế còn cái bài đối của nó thì là tôi cũng nói luôn là trước đây đó thì người ta không hát bài đối, chỉ có mỗi bài ra thôi. Cho nên tôi vẫn nói được Thú Giải Phiền là một bài hát mà lẻ bạn không đủ đôi. Suốt nhiều chục năm trời không ai có thể tìm cho một cô dâu để xe duyên cùng với bài Thú Giải Phiền. Ngoài cái bài Quốc Gọi Hè gần đây là cụ Sôi sáng tác đấy, thì bây giờ người ta chỉ biết có mỗi bài đó. Cụ Sôi chính là người đã sáng tạo ra cái bài Quốc Gọi Hè mà trở thành một cái bài đối, cho đến giờ phút này chưa có bài hát nào có thể vượt qua được. Và trước khi đến với phần minh họa của bài hát này thì nghệ sĩ Tú Xuân có thể chia sẻ thêm về nội dung ca từ cũng như là nội dung chính của bài hát này được không ạ? Chúng ta biết là lý do ra đời cái bài này cũng như nội dung của cái bài này nó gần như là một. Người quan họ xưa ấy, khi mà nhớ bạn ấy, thường bần thần nhớ nhung. Thế và người ta không biết làm thế nào để cho cái nỗi buồn nó vợi đi. Cho nên người ta mới nói là lấy gì để làm thú giải phiền. Cũng có người gọi là lấy chi. Thế nhưng mà quan điểm của cá nhân tôi đó thì lấy gì làm thú giải phiền, cái chữ gì nó cổ hơn là cái chữ chi. Lấy gì làm thú ở đây đó là thú vui. Rất là vui thú. Còn giải phiền là giải sầu, là quên buồn, là quên nhớ. Mà nhớ với người xưa thì đã thành bệnh, như tôi đã nói ở trên, đó là bệnh tương tư. Cho nên chọn một phương pháp nào, một phương thuốc nào để có thể chữa được cái bệnh tương tư, thì đây chính là câu hỏi lấy gì làm thú giải phiền. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe cái bài hát lấy gì làm thú giải phiền. Như tôi đã nói, đây là bài rất khó hát. Và trước khi nghe thì tôi xin phép được đọc lời, bởi vì trong này đó, nó rất nhiều những từ phụ đệm, rất nhiều những cái từ mà không có nghĩa. Cho nên nếu mà chúng ta ngay lập tức nghe luôn hai liền anh ca nữa thì chúng ta sẽ không hiểu được hết cái lời ca, không biết được hết lời ca. Cho nên là tôi sẽ phóng to cái lời ca và tôi đọc một lượt, sau đó thì chúng ta sẽ nghe ca, và như thế chắc chắn chúng ta lĩnh hội sẽ được nhiều hơn. Trên là bài Quốc Gọi Hè, bài đối của bài Thú Giải Phiền. Bài Thú Giải Phiền có trước, bài Quốc Gọi Hè có sau. Nhưng mà vì hai tuần qua đấy là tôi làm hai số về bài Quốc Gọi Hè, vì thế cho nên tôi phải gắn hai bài này vào với nhau. Tôi làm bài Quốc Gọi Hè trước, cho nên tôi đi trên. Hôm nay là chúng ta làm bài thứ hai, đó là bài Thú Giải Phiền. Về thời gian thì Thú Giải Phiền ra đời trước, còn bài này mới ra đời sau khi cụ Sôi sáng tác. Lời của bài hát nó cũng rất là cổ, nó cũng rất là nhiều cái điển cố, điển tích. Thú Giải Phiền, lấy gì làm thú giải phiền, quyển kinh trăm lá, ngọn đèn một hoa, răng thanh nghĩ lúc nguyệt tà, trăm hoa đua nở vào ra rượu thường, đồng hồ thánh thoát đêm trường, nghìn vàng một khắc, chăn đào đắp chung, lắm lúc nhất nhật hội đồng, đồng sàng đồng tịch, đồng sinh giao hòa, nhân tình bướm lại âm qua.
để có thể là rút gọn thành một bài thơ này đó thì không dễ gì. Có rất nhiều những nghệ nhân hát bài này, nhưng mà bây giờ bảo ngồi để rút lại thành thơ như thế này là vô cùng khó. Cho nên là phải có cả cái vốn thơ văn, phải am hiểu quan họ rất nhiều thì có thể rút được gọn như thế này, mà tinh thần của bài hát vẫn không đổi. Tôi xin mời Thu Hiền, mời quý vị khán giả sẽ đến với hai giọng ca của hai Liền Anh. Hai Liền Anh ấy, một người ở làng Hoài Trung, một người ở làng Điều Thôn. Đây là hai làng quan họ cổ từ xa xưa. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Nguyệt này à nguyệt ta cha. Giọt suốt cả đêm à đêm nay à đêm trường này ơi chị rằng hai ơi giọt đồng nào sao nó mây kêu thanh thanh thót giọt suốt cả đêm à đêm nay à đêm trường nhìn vàng má có bên một một khắc ơi 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 à. Chân đào ta đắm mi ơ ơi chung ai ai là ô ai ơi sao không nghĩ đến năm năm lúc nhất 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 là năm lúc hồi à hồi nay à hồi đầm này ơ chị rằng ba ơi sao không má nghỉ đến lắm lắm lúc nhất 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 là lắm lúc hồi à hồi nay à hồi đầm đầm sáng lá con
trong tình ơi 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 à. Đồng sinh bốn tôi nay già ơi tưởng đến lắm lắm lúc nhân nhân tình 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 cho con bướm nó mây rào cái con ông à quả ơi ơi này ơi chỉ rằng tư ơi sao không mà tưởng đến lắm lắm lúc nhân nhân tình 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 cho con bướm nó mây rào cái con ông à quả ơi ơi ơi. Trở lại với chương trình văn hóa quan họ ngày hôm nay, và sau khi chúng ta đã được thưởng thức hai giọng ca của các vùng miền Anh, ca bài hát Lấy Chi Làm Thú Giải Phiền, thì lúc này đây thì Thu Hiền đang rất là muốn nghệ sĩ Bùi Xuân Mùi ông sẽ có thể là giải thích và lý giải cặn kẽ hơn những cái ký hiệu thẩm mỹ cũng như những cái điển cố điển tích xuất hiện trong bài ca này, ví dụ như là quyển kinh trăm lá, ngọn đèn một hoa, hay là giọt đồng hồ, răng thanh nguyệt tà, diệu thường, chiếc kim vàng, nghìn vàng một khắc, trăm đào, nhất nhật hội đồng, đồng sàng hay là đồng tịch. Ông sẵn lòng chưa ạ? Vâng, tôi sẵn lòng. Ở đây đó, thì như tôi đã nói, ngay mở đầu đó là một câu hỏi, lấy gì? Không biết lấy gì đây? Để làm thú, để làm niềm vui, để giải cái nỗi sầu, giải cái nỗi buồn này. Và vì thế cái băn khoăn đấy đã trở thành câu hát lấy gì làm thú giải phiền, quyển kinh trăm lá, ngọn đèn một hoa, tìm một thú vui giải cơn sầu muộn, đốt ngọn đèn lên đọc sách ngâm thơ. Chính vì thế cho nên ngay đầu tiên đã trở thành cái đề tài của bài ca, đó là lấy gì làm thú giải phiền. Thế còn ở trong này đấy, có một cái câu nữa mà bạn cũng vừa mới lướt qua rồi, răng thanh nghĩ lúc nguyệt tà. Đầy đủ của nó là khi răng thanh sao không nghĩ đến lúc nguyệt tà. Đây là một câu chiết ngôn. Tôi có thể nói rằng là trong hàng nghìn những cái ca từ quan họ, những cái bài ca quan họ, thì hiếm có cái bài nào mà có một cái sự triết lý sâu sắc thế này. Thường người ta chỉ nói đến nỗi nhớ, đến tình yêu, yêu người, yêu cảnh. Thế nhưng mà dùng triết lý để nói về cuộc sống, cuộc đời đó thì vô cùng hiếm. Khi răng thanh phải nghĩ đến lúc nguyệt tà, khi có trăng sáng thì phải lo dầu đèn. Cho nên ở đây nói thì nó cụ thể thế thôi, nhưng nó là cái câu chiết ngôn. Khi vui bên nhau, khi vui sum họp, phải nghĩ đến sầu chia phôi. Lúc đầu chúng ta biết trước đi, rồi sẽ có ngày chúng ta lại phải xa nhau. Càng vui sum họp thì càng buồn chia phôi. Sum họp càng vui bao nhiêu thì chia tay càng buồn bấy nhiêu. Trong số rất nhiều những cái ký hiệu như vậy, những cái điển cố, điển tích như vậy ông đã giải thích vừa rồi, vậy thì tôi rất băn khoăn và đang muốn tìm hiểu một cái ký tự thẩm mỹ rất đặc biệt ở câu thứ tư, cuối dòng thứ tư, đó là từ diệu thường. Vậy thì ông có thể chia sẻ kỹ càng hơn về điều này ạ? Ở đây đó thì là tôi cũng có tham khảo một số nhà nghiên cứu là bạn của tôi, thế và cùng với sách vở thì tôi có một số những cái giải mã như sau. Trước hết ở đây là cái chữ diệu thường. Cái chữ diệu thường ở đây đó nó rất là sâu sắc. Diệu thường vì không hiểu cho nên đã có những nghệ nhân viết sách tặng tôi thì ghi là rượu thường. Rượu là ZD, còn rượu là R. Thế thì rượu thường là nói về một người con gái đẹp. Thế còn rượu thường thì nói về một loại nước uống có cồn. Cho nên khi chúng ta chỉ cần là hiểu nhầm đi một chút thôi thì toàn bộ ý nghĩa của câu thơ, của câu văn đã hoàn toàn khác rồi. Tôi được biết là thế này, ngay từ đầu tiên không phải là rượu thường đâu, mà đầu tiên nó là chữ rượu hằng, thấp thoáng bóng trăng.
sau này đó mới đổi là Diệu Thường Thấp Tám Vắng Trăng. Thế còn tại sao đổi? Có rất nhiều lý do, nhưng mà một trong lý do mà tôi biết đó, thì là theo như một số các nhà nghiên cứu cho biết là vào đời Đường thì vua Đường tên là Lý Hằng, cho nên tất cả những cái chữ Hằng trong đó có Diệu Hằng đều phải biến đổi đi, biến thay đổi đi, vì chạm vào cái tên húy, cái tên của vua. Bởi vì chúng ta có ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, bằng chúng ta viết chữ Trung Quốc, cho nên những điển cố, những ngày Tết của chúng ta cũng gắn liền với cái phong tục của người Trung Quốc. Chính vì thế cho nên là cái chữ Diệu Thường mà khi Diệu Hằng đổi thành Diệu Thường đó cũng có liên quan đến cái này. Diệu Hằng tại sao lại đổi Diệu Thường? Hằng và Thường khi hai viết chữ này ra giấy, hai chữ này viết giấy thì nó hoàn toàn khác nhau, đọc lên cũng khác nhau. Bên kia là Hằng, bên này là Thường, viết ra là khác nhau. Thế nhưng mà ý nghĩa thì lại không khác nhau. Thường cũng là Hằng, Hằng cũng là Thường. Thoáng nghe từ không phải, nhưng mà chúng ta gắn vào ví dụ cho thấy, tôi Hằng nhớ đến người ta, tôi Thường nhớ đến người yêu. Tức là cái chữ Hằng, chữ Thường khi ta đưa vào một câu văn cụ thể, câu nói cụ thể đấy, thì nó trầm cái nghĩa lên nhau. Và đó là lý do tại sao từ cái chỗ Diệu Hằng chuyển sang Diệu Thường. Hằng ở đây là Hằng Nga, Diệu ấy là xinh đẹp, Hằng Nga xinh đẹp. Và sau này thì tất cả những người con gái xinh đẹp, yếu điệu đó, thì người ta đều nói là Diệu Hằng, đều nói là Diệu Thường. Nhưng mà gốc của nó đó là người đẹp Hằng Nga, và sau này là trở thành Diệu Thường để thay cho Diệu Hằng. Đấy là tôi nói sơ qua về cái chữ Diệu Thường. Trong này còn một vài cái điển cố, điển tích như ban nãy bạn đọc lướt qua rồi, thì nhớ tiện đây tôi cũng nói luôn. Ví dụ chẳng thế này, như là đồng sàng, đồng tịch, đồng sinh. Thế thì đồng sàng thì nhiều người biết đó là cùng giường, đồng sàng dị mộng, tức là hai người cùng nằm chung giường nhưng mà đầu óc thì nghĩ mỗi người một nơi, cho nên người gọi là đồng sàng dị mộng. Thì đấy là, thế còn đồng tịch, đồng sinh ra hòa, thế thì cũng có những nhà nghiên cứu thì bảo đồng lịch ở đây đấy chứ không phải đồng tịch. Đồng tịch là đồng lịch, và lịch ở đây đó thì các vị đã còn nói là lịch là đồng lịch sơn. Trong cái bài đi cấy của quan họ có nhắc đến đồng ngối à lịch sơn. Thế nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng tưởng tượng như thế thì nó hơi xa, mà đây không phải là đồng lịch, mà đây là đồng tịch. Tại sao lại là đồng tịch? Bởi vì ngay sau đó nó có cái chữ đồng sinh. Đồng tịch là cùng chết, đồng sinh là cùng sống. Cho nên đồng tịch, đồng sinh, bốn tôi giao hòa, thề sống chết cùng nhau, bốn tôi sẽ gắn bó là bạn bè. Thế cho nên tôi hướng về, cá nhân tôi hướng về cái chữ đồng tịch hơn là cái chữ đồng lịch. Thế còn nghìn vàng một khắc chăn đào đắp chung, thì là trăm năm soi chiếc gương mà không bằng một phút soi nhờ gương trong, hay là không bằng một lúc soi gờ gương trong. Cho nên là đồng khi mà nghìn vàng một khắc chăn đào đắp chung, tức là khi ta được gần gũi người đẹp, gần gũi người mà ta yêu, thì một khắc thôi đáng giá nghìn vàng. Thì đấy. Thế còn một cái chi tiết nho nhỏ nữa, đó là cái giọt đồng hồ, cũng tiện tôi nói luôn. Ở trong bài hát có cái chữ là giọt đồng hồ, nó kêu thánh thót. Thế thì tại sao đồng hồ lại là giọt? Bởi vì ngày xưa đó, sơ khai người Việt chúng ta không có cái đồng hồ như chúng ta đeo tay bây giờ. Không có những cái đồng hồ hiện đại. Mà trước khi mà châu Âu và sang châu Á vào Việt Nam đó, thì đồng hồ của châu Á nói chung là đồng hồ cát, đồng hồ nước. Cho nên trong đêm khuya những cái đồng hồ nước, những cái giọt nó nhỏ thánh thót, người ta ao trong một cái bình nào đó, khi chảy hết một cái bình nước đó thì nó là mấy khắc hoặc là mấy canh. Cho nên giọt đồng hồ nó kêu thánh thót thì chúng ta phải nghĩ ngay đây là cái đồng hồ mà đo thời gian bằng nước. Chúng ta đã vừa được nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi giải đáp rất nhiều những cái ký hiệu thẩm mỹ, những cái điểm cố điển tích làm chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn và cụ thể hơn về nội dung của bài ca này. Và vậy thì thưa ông, có một câu hỏi nữa dành cho nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi. Vậy thì với cái bài ca này thì người xưa con họ muốn gửi gắm điều gì với chúng ta thưa ông? Về cái thông điệp mà bài ca gửi lại nữa thì nó hết sức cô đọng, hết sức ngắn, nhưng mà lại hết sức sâu sắc. Ví dụ như chẳng hạn tôi có nhớ một cái câu người ta nói rất hay là tu trăm năm mới được chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Chúng ta hiểu được cái câu này thì chúng ta càng phải trân trọng khi mà chúng ta được ở cạnh người thân, chúng ta được cạnh cha mẹ, cạnh những người yêu, cho nên những giây phút đó là tuyệt vời. Và chúng ta trân trọng, gìn giữ nó để khi xa rồi chúng ta không hối tiếc. Đấy là cái thông điệp. Và một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi đã tham gia chương trình chúng tôi. Khi mà dừng lời kết thúc chương trình thì tôi cũng có đôi lời nhắn gửi.
là tôi cùng với truyền hình Bắc Ninh đã làm hàng trăm số về giải mã các cái bài dân ca quan họ. Trong quá trình giải mã đó thì là hoàn toàn do cái ý kiến của cá nhân tôi, cho nên có thể có cái này đúng, có cái kia chưa ổn. Rất mong những quý vị xem đài, nếu mà ai mà có thể là có những cái ý kiến đóng góp, xin nói trực tiếp với chúng tôi, và chúng tôi hết sức là cảm ơn, và chúng tôi sẵn sàng tiếp thu và để chỉnh sửa. Xin cảm ơn. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ Tô Xuân Bùi với những thông tin chia sẻ rất thú vị về bài ca Lấy Chi Làm Thú Giải Phiền. Và quý vị và các bạn thân mến, thì từ đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình Văn Hóa Quan Họ tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các